Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 9, câu 1 đến câu 8. Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Quý vị và các bạn thân mến, đức tin và đời sống đạo của người này có thể cứu được người kia. Đó là điều chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay. Người bại liệt đã được những người thân hay bạn bè đưa đến gặp Chúa Giêsu. Và nhờ lòng tin của những người này mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa lành cho anh ta. Một thanh niên Canada 23 tuổi đã thuật lại hành trình được cứu chữa nhờ tình thương của cha mẹ mình như sau. Anh kể: "Vì cảm thấy cô đơn và trống rỗng, tôi đã lao đầu vào ma túy và nghe nhạc kích động. Thế là tôi đánh mất tuổi trẻ tươi đẹp của mình, hủy diệt niềm hy vọng của cha mẹ đặt nơi tôi. Chỉ có một điều may mắn mà tôi luôn giữ vững, đó là niềm tin vào Chúa. Một niềm tin mà cha mẹ tôi truyền đạt cho tôi như cơm bánh hàng ngày. Lúc nhỏ, vì tôi không có bạn thân để thổ lộ tâm tình, tôi thường bày tỏ tâm sự với Chúa Kitô. Nhưng giờ đây, tôi đã dìm mình trong ma túy và sa đọa. Một buổi tối, tôi đang ở nơi ăn chơi thường ngày. Bỗng cha mẹ tôi đến, cha tôi nói: "Thường thì vào giờ này, bố mẹ đi dự buổi cầu nguyện chung. Nhưng tối nay, bố mẹ thấy sự hiện diện của bố mẹ là cần thiết cho con. Nếu con bằng lòng thì trở về gia đình, bố mẹ hứa sẽ lo đủ mọi điều mà con cần." Trong mấy phút suy nghĩ về những lời của cha tôi tâm sự với Chúa, và lúc ấy tôi nghe Chúa nói: "Muốn thoát khỏi gông cùm của ma quỷ, phương thuốc công hiệu nhất là tình gia đình. Con phải chấp nhận sự chỉ dạy của cha con." Thế là tôi trở về nhà. Nhưng dứt hẳn mọi thứ xấu xa ngay. Đâu có phải là chuyện dễ làm. Ít lâu sau tôi lại đi vào con đường ma túy như cũ. Một hôm, tôi đi chơi về khuya lắm. Tôi thấy cha mẹ tôi đang cùng cầu nguyện. Cha tôi nói chuyện với Chúa về tôi. Tôi lắng nghe và đã nhận ra tình thương của cha mẹ dành cho tôi. Hôm ấy, tiếng sét của tình thương và ơn thánh đã quật ngã tôi. Thế là tôi nhất định dứt khoát với tội lỗi và dĩ vãng ma túy của mình. Đêm hôm đó, tôi còn giữ trong túi số lượng ma túy trị giá 1.000 đô la.
nhưng tôi không ngần ngại liệng nó vào đống rác. Tôi nhận ra rằng khoảng trống trong tâm hồn tôi chỉ có thể được lấp đầy bằng tình yêu của Thiên Chúa và của cha mẹ tôi. Kể từ đó, tôi đã từ bỏ hẳn ma túy và sống cuộc đời ngập tràn yêu thương. Như người bại liệt trong bài tin mừng hôm nay được gặp Chúa, được Chúa cứu là nhờ sự giúp đỡ và nhờ đức tin của những người thân và bạn bè, thì chàng thanh niên nghiện ma túy trong câu chuyện kể trên cũng được cứu nhờ đức tin và sự giúp đỡ của chính cha mẹ của anh. Quả thật, đức tin và lòng đạo sốt sắng của người này có thể giúp đỡ cho người khác. Đức tin và lòng sốt sắng của cha mẹ có thể cứu được con cái, cũng như đức tin và lòng sốt sắng của con cái cũng có thể cứu được cha mẹ. Bằng đức tin và đời sống cầu nguyện, chồng có thể cứu được vợ và vợ cũng có thể cứu được chồng. Anh em, bạn bè, bà con láng giềng cũng có thể cứu được nhau bằng đức tin và lòng sốt sắng đạo đức. Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin và lòng sốt sắng cho chúng con, để nhờ đức tin và lòng sốt sắng đó, chúng con có thể không những cứu được chính mình, mà còn cứu được những người thân quen và bạn bè của chúng con. Amen.